ngoài mong đợi, giá Bitcoin đã liên tục sụt giảm trong những ngày cuối tuần, dù trước đó tăng trưởng mạnh mẽ. Chỉ tính riêng trong 24 giờ qua, Bitcoin đã giảm 9,04%, xuống mức chỉ còn hơn 10.000 đô la Mỹ. Ảnh hưởng từ Bitcoin, nhiều đồng tiền ảo khác cũng trượt dốc không phanh, giảm trung bình từ 6 đến 8% giá trị. Trong nhóm 20 đơn vị tiền ảo giá trị nhất, toàn bộ nhuộm sắc đỏ, đáng chú ý nhất là Ethereum giảm 6,9%, xuống còn 295 đô la Mỹ, Ripple giảm 6% xuống còn 0,4 đô la Mỹ. Litecoin giảm 8%, xuống còn 123 đô la Mỹ. Nguyên nhân khiến Bitcoin bất ngờ đổ dốc vẫn chưa được lý giải. Tuy nhiên trong nhiều tháng qua, giá trị của Bitcoin đã tăng vọt trái ngược với diễn biến căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc. Thời điểm Bitcoin lên mức cao nhất sau 17 tháng cũng là khi Mỹ áp đặt lệnh cấm lên Huawei và tăng thuế đối với nhiều mặt hàng Trung Quốc. Nhiều chuyên gia theo đó cho rằng giá của Bitcoin bị chi phối bởi dòng tiền từ Trung Quốc và chịu sự ảnh hưởng trực tiếp cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Mặc dù nhận định này vẫn chưa được chứng minh một cách rõ ràng, tuy nhiên thật trùng hợp khi mới đây, tại hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bước đầu quyết định nối lại vòng đàm phán thương mại với Trung Quốc, cũng như sẽ xem xét xóa bỏ lệnh cấm với Huawei. Thông tin này trùng với thời điểm Bitcoin bắt đầu giảm mạnh, nhìn rộng hơn theo suốt chiều dài lịch sử. Chúng ta có thể thấy được sự biến động mạnh mẽ đầy bất thường của Bitcoin, cũng như thị trường tiền ảo. Cách đây hơn 2 năm, Bitcoin từng tiến sát mốc 20.000 đô la Mỹ. Nhưng ngay sau đó đã giảm tới 80% giá trị đầu tư vào Bitcoin, theo đó vẫn được xem là một động thái đầy mạo hiểm và không được nhiều chuyên gia khuyến khích như một nơi chuẩn tài chính an toàn.